Một lớn, chủ nghĩa tư bản độc quyền. Một nhỏ, nguyên nhân hình thành và bản chất của tư bản độc quyền. Nguyên nhân hình thành tư bản độc quyền. Chủ nghĩa tư bản độc quyền nó ra đời vào cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20. Trong giai đoạn này đấy, là sự tác động của cuộc cách mạng khoa học công nghiệp lần thứ hai, với nội dung chuyển từ cái động cơ máy hơi nước sang động cơ điện. Thì dưới tác động của cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai đã thúc đẩy cái sự phát triển mạnh mẽ của cái lực lượng sản xuất. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất kinh doanh. Vì thế nó đẩy nhanh cái quá trình tích tụ và tập trung sản xuất. Qua đó hình thành nên các doanh nghiệp có quy mô lớn mà rất lớn. Hai là sự phát triển của khoa học kỹ thuật thúc đẩy của quá trình phân công lao động xã hội, hình thành các ngành sản xuất mới với những ứng dụng công nghệ mới, như việc ứng dụng công nghệ hóa chất vào trong sản xuất, rồi sự phát triển của cái ngành đường sắt, công nghiệp đóng tàu thủy, ngành luyện kim, công nghệ thông tin, vân vân. Sự tác động đó nó đòi hỏi các doanh nghiệp ngay từ ban đầu đã phải có quy mô lớn, và sự ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật với các doanh nghiệp có quy mô lớn nó đã thúc đẩy tăng năng suất lao động. Vì thế nó tạo ra được nhiều cái thặng dư, tăng khả năng tích tụ và đẩy nhanh quá trình tập trung sản xuất. Từ đó nó thúc đẩy cái sản xuất với quy mô lớn được ra đời trở thành phổ biến. Ba là trong điều kiện phát triển của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai thì sự tác động của các quy luật kinh tế thị trường ngày càng mạnh mẽ, như là quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị hay quy luật lợi nhuận, chạy theo giá trị thặng dư, quy luật tích lũy, vân vân. Nó đã đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất, làm biến đổi cơ cấu kinh tế xã hội theo hướng tập trung sản xuất với quy mô ngày càng lớn. Nguyên nhân thứ tư là cạnh tranh gay gắt, làm cho các sĩ nghiệp vừa và nhỏ thì bị phá sản, các doanh nghiệp lớn thì bị suy yếu. Như thế để tiếp tục phát triển, buộc họ phải tăng cường tích tụ và tập trung sản xuất, buộc họ phải liên kết với nhau, hình thành các doanh nghiệp có quy mô ngày càng lớn. Nguyên nhân thứ năm là các cuộc khủng hoảng kinh tế nó làm phá sản hàng loạt các sĩ nghiệp vừa và nhỏ, còn các sĩ nghiệp lớn có thể tồn tại, nhưng để phát triển thì họ phải đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản xuất. Qua đó hình thành nên các doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn. Nguyên nhân thứ sáu đó là sự phát triển của hệ thống tín dụng, đó là trở thành cái đòn bẩy mạnh mẽ để thúc đẩy của quá trình tập trung sản xuất, tích tụ sản xuất, nhất là sự hình thành và phát triển của các cái công ty cổ phần, nó tạo tiền đề cho sự ra đời của các cái tổ chức độc quyền. Tóm lại, nguyên nhân ra đời của chủ nghĩa tư bản độc quyền là sự phát triển mạnh mẽ của lực lượng sản xuất dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật cuối thế kỷ 19, cộng với sự tác động của cạnh tranh, của khủng hoảng kinh tế và sự phát triển của tín dụng tư bản đã hình thành nên các xí nghiệp tư bản có quy mô sản xuất lớn. Các xí nghiệp có quy mô sản xuất lớn cạnh tranh với nhau rất gay gắt để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình. Các xí nghiệp lớn thỏa hiệp với nhau. Mặt khác, một vài xí nghiệp lớn dễ dàng thỏa hiệp với nhau hơn là hàng trăm hàng ngàn các xí nghiệp nhỏ. Từ đó hình thành lên các tổ chức lũng đoạn, hay còn gọi là các tổ chức độc quyền. Chúng ta xem xét phần 2 nhỏ. Bản chất của độc quyền. Ý thứ nhất, giá cả độc quyền và lợi nhuận độc quyền. Chúng ta xem xét xem độc quyền là gì. Độc quyền là liên minh giữa các xí nghiệp lớn nắm trong tay phần lớn việc sản xuất và tiêu thụ một loại hàng hóa hoặc một số loại hàng hóa, có khả năng định giá cả độc quyền nhằm thu được lợi nhuận độc quyền cao. Ví dụ như trong ngành sản xuất thép, các xí nghiệp trong ngành liên minh lại với nhau, liên kết lại với nhau để định giá cả về thép, giá cả độc quyền. Đấy là tổ chức độc quyền. Vậy giá cả độc quyền là gì? Giá cả độc quyền là giá cả do các tổ chức độc quyền áp đặt trong việc mua bán hàng hóa. Nó bao gồm có chi phí sản xuất cộng với lợi nhuận độc quyền. Để hiểu rõ hơn thì các em có thể tham khảo trong kinh tế học vi mô,
khi các tổ chức độc quyền quyết định lên sản lượng và giá để bán, sản lượng và giá để mua, nó được thể hiện trên đồ thị mà các em thấy. Tuy nhiên, có thể tự chung lại, khi đã có độc quyền, các tổ chức độc quyền định giá mua bao giờ cũng thấp hơn so với giá cả sản xuất, và định giá bán bao giờ cũng cao hơn so với giá cả sản xuất. Khi xuất hiện giá cả độc quyền thì lúc này giá cả thị trường của hàng hóa không lên xuống xoay quanh giá trị của nó như trong kinh tế hàng hóa giản đơn, cũng không xoay quanh giá cả sản xuất như trong kinh tế tư bản tự do cạnh tranh, mà nó xoay quanh giá cả độc quyền. Và vì vậy, quy luật giá trị đã chuyển hóa thành sự hoạt động của quy luật giá cả độc quyền, chứ không còn là sự hoạt động của quy luật giá cả sản xuất như trong chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh nữa. Lợi nhuận độc quyền. Lợi nhuận độc quyền là lợi nhuận cao hơn lợi nhuận bình quân do sự thống trị của các tổ chức độc quyền đem lại trên cơ sở định giá cả độc quyền. Vì vậy, xét về mặt bản chất, lợi nhuận độc quyền vẫn là giá trị thặng dư do công nhân trong các xí nghiệp độc quyền và ngoài độc quyền tạo ra. Ngoài ra, nó còn là một phần giá trị do những người sản xuất hàng hóa nhỏ trong nước và nhân dân các nước thuộc địa phụ thuộc tạo ra, bị độc quyền chiếm đoạt trên cơ sở định giá cả độc quyền. Khi hình thành lên lợi nhuận độc quyền do sự thống trị của độc quyền đem lại, thì lúc này quy luật giá trị thặng dư được biểu hiện ra thành sự hoạt động của quy luật lợi nhuận độc quyền cao. Như vậy, trong chủ nghĩa tư bản độc quyền thì quy luật giá trị thặng dư không biểu hiện ra thành quy luật lợi nhuận bình quân, mà biểu hiện thành quy luật lợi nhuận độc quyền cao. Ý thứ hai là quan hệ cạnh tranh và độc quyền. Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh, tự do và thống trị nền kinh tế, nhưng độc quyền không thủ tiêu cạnh tranh. Ngược lại, độc quyền làm cho cạnh tranh trở nên đa dạng hơn, gay gắt hơn và phức tạp hơn. Trong chủ nghĩa tư bản độc quyền, bên cạnh sự cạnh tranh tự do của những người sản xuất hàng hóa nhỏ với nhau, của những nhà tư bản vừa và nhỏ với nhau, thì còn có sự cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các tổ chức ngoài độc quyền, giữa các xí nghiệp trong nội bộ các tổ chức độc quyền và cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với nhau. Tác động của độc quyền đối với nền kinh tế thì tác động về tích cực và tiêu cực. Về mặt tích cực, có ba tác động. Thứ nhất là tạo ra khả năng to lớn trong việc nghiên cứu và phát triển, triển khai các hoạt động khoa học kỹ thuật, thúc đẩy cái tiến bộ kỹ thuật. Thứ hai, có thể làm tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực cạnh tranh của bản thân các tổ chức độc quyền. Với thứ ba là tạo ra sức mạnh kinh tế, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng sản xuất lớn hiện đại. Bên cạnh đó cũng có ba cái tiêu cực. Thứ nhất là phá vỡ cạnh tranh hoàn hảo, nó gây thiệt hại cho người tiêu dùng và cho xã hội. Nếu em nghiên cứu kỹ thì em thấy trong cái đồ thị quyết định về sản lượng và giá bán, cũng như quyết định sản lượng và giá mua, thì nó sẽ thấy là gây thiệt hại cho người tiêu dùng và gây thiệt hại cho xã hội. Thứ hai là có thể kìm hãm tiến bộ kỹ thuật, theo đó kìm hãm sự phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Vì do cái mục đích của lợi nhuận độc quyền, nó chỉ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khi nào mà đem lại được lợi nhuận độc quyền cao cho nó. Thứ ba là nó chi phối các quan hệ kinh tế, quan hệ xã hội. Từ đó nó làm tăng sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội, và nó thúc đẩy và làm gay gắt mâu thuẫn vốn có trong cái chủ nghĩa tư bản. Hai nhỏ, những đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền thì có 5 cái đặc điểm kinh tế. Phần này các em tự học, tự nghiên cứu. Ở đây thầy nói lướt qua, điểm danh qua những cái nội dung chính. Thứ nhất là tập trung sản xuất vào các tổ chức độc quyền. Thì qua nghiên cứu về nguyên nhân, chúng ta đã biết quá trình tích tụ tập trung sản xuất ngày càng cao và hình thành các xí nghiệp lớn, từ đó hình thành nên các cái tổ chức độc quyền. Thì quá trình hình thành các tổ chức độc quyền được có thể diễn ra theo liên kết ngang, đó là liên kết giữa các xí nghiệp trong cùng một ngành cùng sản xuất một loại hàng hóa, có thể diễn ra theo liên kết dọc, là liên kết giữa các xí nghiệp ở các ngành khác nhau sản xuất ra các loại hàng hóa khác nhau. Liên kết ngang gồm có các ten,
Sanika, Krug. Liên kết dọc thì có Consortium, Consul, Conglomerate. Quá trình hình thành độc quyền có thể diễn ra trên phạm vi từng nước và diễn ra trên toàn thế giới. Đặc điểm thứ hai là tư bản tài chính và hệ thống tài phiệt chi phối sâu sắc nền kinh tế. Trước đây chúng ta nghiên cứu vào nguyên nhân hình thành cái độc quyền ngân hàng. Thì trong cái quá trình cạnh tranh, các ngân hàng vừa và nhỏ bị phá sản hoặc bị thôn tính và hình thành nên những ngân hàng lớn. Mặt khác, sự phát triển của độc quyền công nghiệp đòi hỏi nguồn vốn lớn và uy tín, các ngân hàng vừa và nhỏ không thể đáp ứng. Vì vậy chúng hoặc phải tự sát nhập vào các ngân hàng lớn hoặc là bị phá sản. Khi độc quyền ngân hàng xuất hiện và phát triển thì ngân hàng có vai trò mới, nó có quyền lực vạn năng, khống chế mọi hoạt động của nền kinh tế, tư bản tài chính và đầu sỏ tài chính. Quá trình xâm nhập lẫn nhau giữa độc quyền công nghiệp và độc quyền ngân hàng làm nảy sinh loại hình tư bản mới, chi phối được cả độc quyền công nghiệp và độc quyền ngân hàng. Tư bản đó được gọi là tư bản tài chính. Những nhà tư bản nắm giữ số lượng tư bản đó được gọi là những nhà tư bản tài chính. Sự phát triển của tư bản tài chính dẫn đến sự hình thành một nhóm nhỏ những nhà tư bản lớn có khả năng chi phối toàn bộ đời sống kinh tế chính trị của toàn xã hội. Gọi đó là tư bản tài phiệt, hoặc là chùm tài chính, hay là đầu sỏ tài chính. Tư bản tài chính thông qua chế độ tham dự vươn ra thống trị các ngành khác, chi phối nền kinh tế, chi phối chính trị và biến nhà nước thành công cụ phục vụ lợi ích cho chúng. Thông qua các ngân hàng đa quốc gia, nó vươn ra thống trị thế giới. Chúng ta đi xem xét đặc trưng thứ ba, xuất khẩu tư bản trở thành phổ biến. Xuất khẩu tư bản là gì? Xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài nhằm chiếm đoạt giá trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận khác ở các nước nhập khẩu tư bản. Chúng ta cần phân biệt xuất khẩu tư bản với xuất khẩu hàng hóa. Xuất khẩu hàng hóa là xuất khẩu giá trị, trong đó có chứa đựng giá trị thặng dư dưới hình thái hàng hóa sang các nước nhập khẩu để thực hiện giá trị và giá trị thặng dư. Còn xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị chưa có giá trị thặng dư, nhằm mục đích là chiếm đoạt giá trị thặng dư ở nước nhập khẩu tư bản. Thì nét đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản thời kỳ tự do cạnh tranh là xuất khẩu hàng hóa. Tuy nhiên có xuất khẩu tư bản nhưng nó nhỏ lẻ và ít. Còn đặc trưng của giai đoạn độc quyền là xuất khẩu tư bản, nhưng bên cạnh đó là cũng có xuất khẩu hàng hóa. Xuất khẩu tư bản trở thành cái nét đặc trưng và mang tính phổ biến ở giai đoạn độc quyền. Thì sở dĩ vào cuối thế kỷ 19 khi xuất hiện độc quyền thì ở các nước tư bản phát triển xuất khẩu tư bản, bởi vì là do sự phát triển của cái lực lượng sản xuất dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật, năng suất lao động xã hội nó tăng lên, vì thế thặng dư thì nhiều. Trong khi đó hầu hết các ngành nghề trong nước đã bị độc quyền hóa, và vì vậy dẫn đến xuất hiện một số lượng tư bản thừa. Thừa ở đây không phải là thừa so với nhu cầu đầu tư phát triển sản xuất của đất nước, mà thừa so với nhu cầu đầu tư để có được lợi nhuận độc quyền cao. Trong khi đó ở các nước chậm phát triển, lạc hậu, lại có cái nguồn nhân công rẻ, lại giàu tài nguyên nhưng thiếu tư bản, thiếu cái kỹ thuật, và vì thế việc đầu tư vẫn có thể có được cái lợi nhuận độc quyền cao. Cho nên dẫn đến các nước tư bản phát triển đã xuất khẩu tư bản thừa sang các nước chậm phát triển ở cuối thế kỷ 19. Thì xuất khẩu tư bản có các cái hình thức. Xét về hình thức đầu tư thì có xuất khẩu tư bản trực tiếp và xuất khẩu tư bản gián tiếp. Ta còn gọi là đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp. Thì đầu tư trực tiếp thực chất đó là xuất khẩu cái tư bản hoạt động. Đặc điểm cơ bản là nó không tách rời quyền sở hữu tư bản với quyền sử dụng tư bản. Còn đầu tư gián tiếp là cho các nước nhập khẩu tư bản vay. Như vậy ở đây là tách rời giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng tư bản. Thì chúng ta thường hay gọi hiện nay đầu tư trực tiếp là cái nguồn vốn FDI, còn chúng ta đi vay của các cái tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế khu vực. Trong đó có nguồn chúng ta vay rất quan trọng là nguồn ODA để đầu tư phát triển xây dựng cái cơ sở hạ tầng của nền kinh tế. Khi xem xét về cái xuất khẩu tư bản hay cái đầu tư, chúng ta phải xem xét
ở nước ta, cả về chúng ta nhập về và đồng thời chúng ta đầu tư ra nước ngoài. Chú ý các em chú ý chỗ này. Xét về mặt sở hữu thì có hai loại hình xuất khẩu tư bản là xuất khẩu tư bản của nhà nước và xuất khẩu tư bản của tư nhân. Xuất khẩu tư bản nhà nước là do nhà nước đảm nhận. Mục đích cơ bản của xuất khẩu tư bản nhà nước là hình thành các liên minh về kinh tế, chính trị, quân sự v.v. và nó dọn đường cho xuất khẩu tư bản của tư nhân. Và xuất khẩu tư bản của tư nhân là do tư nhân thực hiện và mục đích của nó là thu được lợi nhuận độc quyền. Đặc trưng thứ tư, phân chia thế giới về kinh tế giữa các tập đoàn tư bản độc quyền. Thì xuất khẩu tư bản tăng về quy mô và phạm vi, từ đó dẫn đến sự phân chia thế giới về mặt kinh tế giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, hình thành lên các tổ chức độc quyền quốc tế. Nguyên nhân là sự bành trướng ra thị trường ngoài nước của các tổ chức độc quyền luôn vấp phải sự cạnh tranh khốc liệt, tất yếu dẫn đến xu hướng thỏa hiệp để duy trì lợi ích và sự độc quyền của mình, do đó hình thành lên các liên minh độc quyền quốc tế. Thứ hai là xu hướng quốc tế hóa, toàn cầu hóa kinh tế ngày càng gia tăng. Bên cạnh xu hướng khu vực hóa nền kinh tế, các công ty độc quyền xuyên quốc gia với sức mạnh và phạm vi bành trướng của mình đã thúc đẩy nhanh chóng với quá trình khu vực hóa và toàn cầu hóa, từ đó hình thành lên những liên minh kinh tế khu vực và chủ nghĩa tư bản độc quyền quốc tế. Đặc điểm thứ năm là sự phân chia thế giới về mặt địa lý giữa các cường quốc tư bản. Do sự phân chia lãnh thổ và sự phát triển không đều của các cường quốc tư bản, tất yếu dẫn đến các cường quốc phát triển sau thiếu đi thị trường cả đầu vào lẫn thị trường đầu ra, nên chúng đấu tranh đòi chia lại lãnh thổ thế giới sau khi đã chia xong. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến các cuộc chiến tranh trên thế giới và các cuộc chiến tranh cục bộ. Hiện nay, sự phân chia thế giới về mặt lãnh thổ giữa các cường quốc tư bản vẫn tiếp diễn dưới những hình thức cạnh tranh và thống trị mới. Các cường quốc tư bản tranh giành nhau phạm vi ảnh hưởng bằng cách thực hiện chiến lược biên giới mềm, ra sức bành trướng biên giới kinh tế rộng hơn so với biên giới địa lý, ràng buộc chi phối các nước chậm phát triển từ sự lệ thuộc về vốn, công nghệ dẫn đến sự lệ thuộc về chính trị. Tóm tắt phần một lớn chủ nghĩa tư bản độc quyền. Thứ nhất, về nguyên nhân hình thành chủ nghĩa tư bản độc quyền thì ta đã thấy có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân cơ bản nhất và sâu xa nhất chính là sự phát triển của lực lượng sản xuất ngày càng được xã hội hóa cao dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật ở cuối thế kỷ 19. Từ đó nó kéo theo sự thay đổi về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trên cả ba mặt là quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý và quan hệ phân phối. Sự thay đổi về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trên cả ba mặt để thích ứng với sự xã hội hóa ngày càng cao của lực lượng sản xuất được thể hiện qua 5 cái đặc điểm kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền. Về mặt sở hữu, đó là hình thành lên cái sở hữu tập thể của các nhà tư bản dưới hình thức là sở hữu cổ phần. Bởi vì các tổ chức độc quyền được hình thành tổ chức trên cái cơ sở là các công ty cổ phần. Để thay đổi về mặt tổ chức quản lý thì sự phát triển xã hội hóa cao lực lượng sản xuất đòi hỏi phải có sự quản lý ngày càng tập trung và thống nhất. Vì thế nó hình thành những cái tư bản tài chính và vai trò của tư bản tài chính trong sự chi phối vận động phát triển của kinh tế. Rồi chế độ phân phối thì các nhà tư bản được thực hiện phân phối cái lợi nhuận thông qua lợi tức cổ phần. Về mặt bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền thì chủ nghĩa tư bản độc quyền không phải là cái sự phát triển khác biệt so với giai đoạn tư bản chủ nghĩa, nó không phải là nằm ngoài chủ nghĩa tư bản mà nó vẫn chỉ là chủ nghĩa tư bản nhưng là giai đoạn phát triển cao của chủ nghĩa tư bản, tuy có những cái biểu hiện khác so với giai đoạn tự do cạnh tranh nhưng nó vẫn dựa trên cơ sở sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất và nó vẫn bóc lột lao động làm thuê dưới hình thức giá trị thẳng dư. Không những thế, tính chất tư nhân tư bản chủ nghĩa của nó ngày càng được tập trung cao
các quy luật kinh tế của chủ nghĩa tư bản như quy luật giá trị tăng dư, quy luật tích lũy, quy luật cạnh tranh, vân vân, vẫn hoạt động và vẫn phát huy tác dụng, vẫn chi phối sự vận động phát triển của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn độc quyền.